Em đã từng tham dự Olympic này, giải vô địch châu Á, những cái giải đấu rất lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên em tham dự một kỳ SEA Games trên sân nhà. Vậy thì mọi thứ có khác nhiều không? Dạ, đối với em thì thi đấu ở đâu thì cũng như nhau cả, đều là trận đấu lớn đối với em. Thì bản thân em bây giờ vẫn là rất là hồi hộp và mong đợi đến SEA Games làm sao thì nó thật. Nguyên nghĩ thế nào về cái áp lực khi mà có rất đông khán giả Việt Nam cổ vũ cho mình ở trong những cái trận đấu như thế, có áp lực gì không? Dạ, em không ạ. Tại vì bọn em phải tập làm quen với những nơi mà những đấu trường mà có đông người xem, và kể cả không có người xem thì trong tập luyện thầy cũng cho những âm thanh để làm sao mà mình có thể làm quen được với đèn. Thì kỳ đầu SEA Games đầu tiên mà em tham dự ngay trên sân nhà thì em đặt cho mình cái mục tiêu gì bạn? Dạ, bản thân em thì đặt mục tiêu làm sao để làm tốt nhất có thể những động tác và những kỹ thuật mà chuyên gia đã đề ra, làm sao mà thi đấu tốt nhất và có thể mang được huy chương về cho nước nhà.